Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể nạn nhân thứ tư của vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng trên vùng biển giáp danh giữa Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng. Hiện công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được các lực lượng chức năng gấp rút triển khai để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký công điện số 221 yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Kịp thời thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định. Trước đó, gần 17 giờ chiều qua, trực thăng số hiệu VN8650 thuộc công ty trực thăng miền Bắc cất cánh, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Gần 20 phút sau, máy bay mất liên lạc. Lúc 19 giờ 18 phút, lực lượng tìm kiếm vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vùng biển cách xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, khoảng 3 km. Đến gần hơn 23 giờ đêm qua, thi thể phi công, nạn nhân thứ 3 đã được tìm thấy. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm. Tham gia cứu nạn có lực lượng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khoảng 200 người và hơn 30 phương tiện đã nhanh chóng cơ động ra vị trí máy bay bị nạn, phối hợp với thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và các lực lượng trung ương tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.